Israel là một đất nước nhỏ với diện tích trên 20.000 km2 nằm ở vị trí Trung Đông. Đây là vùng đất gốc của người Do Thái sinh sống. Họ phải đối đầu với rất nhiều cuộc xâm chiếm liên miên và chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc. Với 20.000 km, trong đó 70% diện tích lãnh thổ là sa mạc, còn lại là đồi núi chọc, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Song sự tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo của người Israel cũng như việc áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là lời giải đáp cho phép màu trên sa mạc của người Israel. Và dưới đây là cách mà người Do Thái họ trồng và chăm sóc nho. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Và hôm nay chúng tôi đã đến vương quốc nông nghiệp này, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn những hình ảnh thực tế và kỹ thuật của người ta làm nho như thế nào tại một nông trại vùng Enjahab, Arava, Israel. Và như các bạn đang theo dõi, đây là toàn cảnh của vườn nho xanh được trồng trong nhà kính. Khi có không khí lạnh của mùa đông thì người ta sẽ sử dụng nhà kính, còn vào mùa hè thời tiết nóng bức, người ta sẽ cỡ bỏ lớp ni lông bên ngoài để cây nho hứng trực tiếp ánh nắng của mặt trời. Nho có khả năng thích nghi với thời tiết nóng tốt hơn so với thời tiết lạnh. Chính vì vậy, khi người ta sử dụng nhà kính thì cây nho sẽ có được nhiệt độ ấm hơn vào mùa đông. Như chúng ta có thể theo dõi, đây là vườn nho. Các trụ cột đầu đều có hình chữ Y rất lớn để làm trụ chính, có phần trống, và đang xen vào đó là các trụ nhỏ ở giữa các hàng. Khi thiết kế kiểu hình chữ Y như thế này thì các quả nho sẽ trôi ra ngoài, rất thuận tiện cho việc thu hoạch, chăm sóc hoa và quả của nho. Người ta đã tận dụng những cái cây cột của trụ nhà để làm luôn cột chữ Y. Điều này sẽ giúp tiết kiệm các cái cây làm trụ cho giàn nho nhiều hơn. Và đang xen giữa hai hàng trụ cột của hai mái nhà, như các bạn có thể thấy, thì sẽ là những cái cột nhỏ. Họ thiết kế vô cùng đơn giản. Chỉ với một ống và một cái hình chữ Y xếp vào và cắm lại thì sẽ được một cái cục trụ phụ giữa cho hàng nho và được kết nối với nhau bởi các dây thép chạy xung quanh kéo dài từ hai đầu. Mỗi hàng như thế này nó rơi vào khoảng từ 60 đến 100 mét, vô cùng dài. Đây là những sợi thép và những dây thép nhỏ, khoảng cách cỡ khoảng từ 25 đến 30 cm để giúp cho các cành nho sẽ bám vào đây mà không rơi xuống đất. Hoặc họ có thể gia cố thêm bằng các dây nhựa nông nghiệp ở Việt Nam rất là nhiều. Những hàng cây rộng như thế này nó rơi vào khoảng chừng 4 mét. Những chiếc xe đến thu hoạch, những chiếc tractor hay những chiếc xe kéo có thể đi vào đây một cách rất dễ dàng, và điều đó khiến cho cái khả năng và năng suất thu hoạch sẽ cao hơn rất là nhiều, và cả máy phun thuốc cũng có thể đi vào được hàng dãy này. Những chùm nho như thế này thì sẽ được thu hoạch, nó sẽ to hơn. Chùm nho nào lớn sẽ được thu hoạch trước, và mỗi vụ thu hoạch thì nó diễn ra khoảng 4 đến 5 lần lấy quả. Thì cây nho này sẽ bị cắt các cành đi để phục vụ cho vụ tiếp theo. Họ đốn tỉa liên tục sau mỗi vụ thu hoạch. Và bên dưới đây là những cái hàng ống nước
nhỏ giọt đây là một công nghệ rất đặc biệt của người Israel. Nó sẽ tiết kiệm nguồn nước rất là nhiều và tất cả các cây trong cùng một khu vườn được chăm sóc giống nhau. Mỗi cái dây này có rất là nhiều cái lỗ và cái bép khác nhau để cho ra những lượng nước nhất định. Dù là ở bất kỳ vị trí nào ở trong vườn cây này, dù là cao, thấp, xa hay gần nguồn nước, thì cái thể tích chảy ra trong một cái bép nhỏ này đều là giống nhau. Chảy nhiều hay chảy ít thì sẽ phụ thuộc vào người chủ nhà, phụ thuộc vào các loại giống cây khác nhau và độ ẩm của cây khác nhau mà người ta sẽ điều chỉnh được. Thì ở những cái đầu mà của ống nước người ta sẽ gập lại như thế này. Có sẽ có một nguồn nước chính sẽ đi từ giữa ra, chạy dọc từ giữa và chia sang hai bên. Những cái ống nước này nó vô cùng là tốt và sẽ không bị tắc, mặc dù là khi bị dính đất cát vào, chỉ có khi bị vật nào đè lên thì nó có thể hỏng và cái thể tích nước chảy ra nó không đều. Thì tôi sẽ cho một nắm cát thử vào cái ống nước này thì nó vẫn có thể đẩy ra một cách bình thường. Bên kia là những người thu hoạch nho, họ là những người Thái Lan đến đây sống và làm về nông nghiệp cho người Israel rất là nhiều. Tôi có thể thấy tận mắt cái hình ảnh của cái bếp nước đang chảy ra, nó nhỏ giọt như thế này thôi. Những cái màu trắng ở trên cái ống nước này đó là muối, bởi vì đây là một đất nước sa mạc, nước khá là mặn, người ta đã phải qua xử lý rất là nhiều nhưng mà cái lượng muối không thể nào thay đổi được, không thể thay đổi nhiều và nó vẫn còn dư đọng trong nước, nên là khi mà sau các mùa vụ kéo dài khoảng vài năm thì người ta sẽ phải cải tạo đất. Tôi vừa ném cho một ít cát vào đấy thì nó có thể đẩy ra được. Màu trắng xung quanh đất này cũng là muối. Đất ở đây họ phải cải tạo liên tục. Những cái cột sắt này người ta phải bịt bằng ni lông lại để hạn chế cái sự xâm nhập và ăn mòn của muối đối với cái cột sắt đó. Đây, cái màu này là màu các bạn có thể thấy là màu trắng, đó là muối. Khi mà các bạn có thể có cơ hội sang đến những vườn trà là thì muối ở đây rất là nhiều, nó trắng từ gốc cây. Và những cái vụn rác các bạn có thể nhìn thấy ở dưới đây, đó là cái người ta tỉa cành cây này thì người ta sẽ cho máy chém vào, người ta chém luôn và nó sẽ biến thành những cái rác hữu cơ. Những cành nào bị rơi xuống người ta sẽ cố định bằng cái gông của bằng nhựa, nó sẽ bóp lại. Vườn nho sẽ được tỉa thường xuyên đấy. Tận dụng những cái thứ rác này để làm phân hữu cơ, bởi vì ở đây rất là nghèo nàn một chất dinh dưỡng, người ta phải tận dụng mọi thứ để làm cho đất tốt hơn. Cái máy chém này nó thực chất nó là một cái xe tractor và nó chế thêm cái lưỡi chém ở đằng sau để nó cho chém trực tiếp xuống thì nó sẽ nát nhừ ra như này. Đó là tổng quan mà tôi đã đưa sơ qua về các bạn về những kỹ thuật trồng nho của người Do Thái. Chúng ta có thể học tập được phần nào đó và áp dụng vào
cái cách canh tác của gia đình của mình hoặc với đất nước Việt Nam của chúng ta nó phù hợp. Chúng ta có thể là sử dụng cái này với các cây hồ tiêu hay là cây chè tại Việt Nam. Thực sự là đầu tư về những cái ống nhỏ giọt và những nhà lưới này rất là lớn, nhưng nếu mà chúng ta đã nâng cao được cái khả năng canh tác thì chúng ta sẽ có thể áp dụng và có lãi. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin và những video sẽ bổ ích hơn về nông nghiệp. Và chúng ta sẽ có nhiều video hơn nữa về đất nước Israel tươi đẹp như thế này. Những hình ảnh cực kỳ đẹp về nông nghiệp giữa sa mạc Israel. Xin cảm ơn tất cả các bạn.